lâu nay mình ở cái nhà bên kia, mình hay làm video của nhà bên kia thì thấy cái nhà nó sang trọng lắm. Thực ra là cái nhà đó mình cũng là ở ké ở nhờ thôi, thì hôm nay mới chính thức là mình chuyển qua cái nhà bên này. Thì bên đây là chỉ là một cái phòng trọ nhỏ thôi, thì mình sẽ cho mọi người xem cái phòng này. Mà hôm nay là chính thức mình chuyển qua cái phòng bên này rồi, thì nó cũng là nhỏ xíu thôi. Mình sẽ cho mọi người xem cái căn phòng nè mọi người. Cái căn phòng này này thì nó chừng khoảng 9 mét vuông thôi mọi người. Thì mình ngoài cửa bước vào thì mình để cái nệm mà còn cái đường đi và bếp thôi. Thì một mình ở mà thì cũng đâu cần rộng lắm đâu, chỉ có cái chỗ ngủ với là chỗ để xe được rồi. Thì tất cả dụng cụ đây, nói chung là mình một thân một mình thì ở vậy là được rồi. Ngày đi làm thì đêm chỉ về tắm rửa ngủ xíu. Đây bếp nè, đó một mình nhưng mà mình vẫn nấu ăn bình thường. Nó dùng cái phòng này nó rất là chật, ở một mình thì nó vừa đủ, nếu mà hai người thì nó sinh hoạt nó chật lắm mọi người ạ. Đó thì mình cũng cho mọi người biết chứ mấy những cái video trước kia ha, không nghe mọi người nói thằng này nhiều người không biết người ta, người nhiều người biết mình đó, đang nói thằng này nó chảnh chó, nó khổ chết mẹ luôn. Mà bày đặt quay nhà cửa đồ sang trọng quá. Thì thật ra là cái nhà bên đó là nhà mình ở ké ở nhờ người ta thôi, bây giờ bên đây mới là chính thức là cái phòng trọ mình sẽ ở một mình và sớm tối gì cũng lưu thủi một mình hết nha mọi người. Cửa vào thì mình tối mình đóng cửa, dắt cái xe vào là sát cửa luôn. Xíu từ cửa vào bếp tủ lạnh vậy là rồi, chỉ có cái chỗ ngủ là rộng, chỉ cái chỗ ngủ ai mà trong cái cuộc sống một thân một mình như vậy thì mới hiểu được cái cảnh này nha mọi người. Nhiều lúc cũng buồn tủi lắm mọi người ơi. Tối về ngày đi làm tối về cái nằm thui thủi chèo queo mình suy nghĩ buồn lắm mọi người, chẳng có ai tâm sự hết. Nhiều lúc thấy buồn tủi nhất là dọn những bữa cơm ra ăn, dọn cơm ra ngồi ăn mình rớt nước mắt đâu mọi người. Căn phòng rất là nhỏ, ở trên có cái gác nữa nha mọi người. Thì ở trên gác này mình chỉ để đồ đạc thôi, quần áo và đồ đạc ở trên này thôi. Cái gác mình không có xíu, mình chỉ sinh hoạt ở dưới thôi nha mọi người. Căn phòng khoảng 8-9 mét vuông, rất là nhỏ thôi mọi người. Thật sự mà những ai mà nằm trong cái hoàn cảnh này, ai đã từng cô độc một mình, một thân một mình ở với cái cảnh này thì người ta sẽ hiểu được, sẽ thấu hiểu được những cái cảnh này một mình nó rất là buồn tủi như mình. Bây giờ thì hôm nay chính thức là mình chuyển qua cái phòng trọ này rồi. Suốt đời thì mình ở trọ ở đây là cũng 10 năm, hơn 10 năm rồi, chuyển nhiều phòng liên tục lắm. Mình cảm thấy cũng sống mình hình như nó cũng quen rồi mọi người. Thì hôm
hôm nay mình chuyển sang cái phòng trọ mình ở riêng mình thì mình cũng muốn quay cái video khoe với mọi người chút xíu vậy. Tuy là cái chỗ nó nhỏ như ổ chuột nhưng mà đối với mình là một cái nơi mà để mình đi làm về sớm hôm mình có chỗ ăn chỗ ngủ rồi tắm rửa là mình cảm thấy rất là tốt rồi các bạn ạ. Cho nên đối với mình là rất là tốt nên mình muốn khoe mọi người, còn ai giàu sang rồi có không thì cũng chẳng quan tâm tới đâu, ai hiểu được thì hiểu, thì đó mình cũng khoe vậy thôi. Thì nhiều video tới đây mình cũng xin kết thúc. Xin chào tất cả mọi người, tạm biệt tất cả mọi người nha. Thì mọi người yêu mến thì nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Nói chung là mình làm cũng vì cái sự yêu thích, mình thích nhất là quay phim và ca hát, nhưng mà mình làm tệ lắm, không như người khác. Cho nên mọi người thôi ủng hộ cho mình đi, coi như ủng hộ mình, nhấn đăng ký nhấn một cái thì cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha.